Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ đang là 10 giờ sáng ngày 30 tháng 9 năm 2024 và tôi đang có mặt tại khu vực sông Lô, thành phố Tuyên Quang, ngay sát khu vực khách sạn Lô Giang cũ. Và theo quan sát của chúng tôi thì mực nước sông Lô hiện nay đã xuống rất thấp bằng với mức bình thường hàng ngày. Và so với ngày hôm qua, tức là ngày 29 tháng 9, khi mà thủy điện sông Lô 8A, sông Lô 8B xả lũ thì mực nước cũng chỉ cao nhất ở cốt 21 và hoàn toàn không ảnh hưởng đến các khu vực trũng thấp ở địa bàn thành phố. Tối qua 29 tháng 9, sau khi có thông tin thủy điện sông Lô 8A và 8B xả lũ khiến mực nước sông Lô tại thành phố Tuyên Quang lên nhanh, rất nhiều người dân vô cùng hoang mang bởi vừa trải qua đợt lũ lịch sử. Chúng tôi đang có mặt tại căn nhà bè của bà Nguyễn Thúy Hòa, tổ 3, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Bà Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vừa trải qua đợt lũ, căn nhà siêu vẹo đang được chằng chống kỹ lưỡng nếu như có tình huống xấu xảy ra. Tối dập tối nó bắt đầu nó lên cao lắm, lên khoảng lên mét hơn mét ấy. Thế xong rồi đến gần sáng nó lại cạn. Thì chúng tôi ở đây chúng tôi có tinh thần là cứ sẵn sàng là có lũ là chúng tôi là phải chuẩn bị lên bờ, không dám ở dưới này. Thì hôm qua tôi cũng nghe tin là mực nước sông Lô là nó đã xả lũ. Thì là mực nước sông Lô có thể là cao lại ngập lụt thì dân cũng sợ, cũng hoang mang. Nhưng mà đến sáng nay thì ra thì mức sông bình thường không có lên. Nên là mọi người dân cũng yên tâm, tại vì lần trước đã cái đợt lụt vừa rồi nó cũng sợ là mất mát rất là nhiều. Nên hôm nay yên tâm rồi, thì mực nước sông Lô lại xuống bình thường không có gì cả. Thì sau cái khắc phục của cái vụ rồi thì là chúng tôi cũng rất là đề cao cảnh giác để chuẩn bị cho những cái tinh thần mà để khi mà mưa lũ ập đến thì tôi sẽ có những cái chuẩn bị chu đáo và chuẩn bị những cái tinh thần cao hơn đợt lũ trước. Phóng viên báo Tuyên Quang đã liên hệ ông Bàn Văn Giáp, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn, đơn vị trực tiếp điều hành hai nhà máy thủy điện sông Lô 8A và 8B để cập nhật tình hình xả lũ. Hiện tại thì là mực nước sông Lô về nó khoảng 1.500 đến 1.600. Thì là theo cái lưu lượng nước về thì là mực nước ở chỗ thành phố Tuyên Quang thì sẽ vào khoảng 21.8. Như thế này lưu lượng nước về thì sẽ không ảnh hưởng đến thành phố Tuyên Quang và bà con có thể yên tâm sản xuất và canh tác. Nếu mà có cái hiện tượng bất thường lưu lượng lũ nó về thì công ty sẽ có thông báo bằng văn bản và gửi các cái cơ quan ban ngành để các cơ quan ban ngành nắm được và chủ động ứng phó. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, văn bản số 299 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, nếu mực nước dự kiến ở thành phố Tuyên Quang là 21,8m là mực nước an toàn. Do vậy, người dân không nên quá hoang mang, đồng thời theo dõi thông tin từ báo chí, các kênh chính thống để ổn định tâm lý, yên tâm sản xuất.